Công ty trách nhiệm đào tạo và kết nối Gisi ProShop vừa tổ chức lễ khai trương chi nhánh tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang. Đây là chi nhánh thứ tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Gisi ProShop là đơn vị phân phối máy lọc nước nano với lõi lọc công nghệ vượt trội nhập khẩu của Mỹ và châu Âu, mang đến nguồn nước sạch đạt chuẩn mà vẫn giữ được vi khoáng tự nhiên. Đồng thời, Gisi ProShop cung cấp các giải pháp dịch vụ lắp đặt và bảo hành sản phẩm máy ion kiềm, dầu hydrogen, công nghệ điện phân bản cực hay còn gọi là máy điện dài, tạo ra nguồn nước tốt, có phần nâng cao sức khỏe, giảm bệnh tật và nâng cao tuổi thọ cho con người. Với mục tiêu thay nguồn nước đổi cuộc đời vì 1 triệu gia đình Việt Nam đầu tiên được sử dụng nước ion kiềm giàu hydrogen, góp phần nâng cao sức khỏe người Việt, giảm bệnh tật và nâng cao tuổi thọ người dân. Tại buổi khai trương tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, lãnh đạo Gisi ProShop cùng các thành viên trong hệ thống đã có những chia sẻ về hành trình kinh doanh, những ưu thế công nghệ vượt trội của các thiết bị lọc nước nano, tư vấn về nguồn nước, hy vọng giúp cho người dân khu vực huyện Bình Giang có nguồn nước sạch chất lượng, đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất. Hôm nay tôi rất vui được mở văn phòng khai trương Gisi ProShop tại khu vực thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Nơi đây sẽ là một địa chỉ tin cậy và chúng tôi cam kết là người đồng hành với bà con, cũng như là cam kết để mang lại cái nguồn nước sạch, nước tốt nhất cho người dân. Hiện nay, Gisi ProShop đã có mặt trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và hướng đi đúng đắn, Gisi ProShop đã có những bước phát triển bền vững và khẳng định vị thế của mình trên thương trường, cũng như sự tin yêu của khách hàng, đối tác. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho quý vị trong việc mua sắm cũng như tham gia thị trường hiện nay. Và chương trình Tiêu dùng thông thái của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.